Nhiều năm nay, hai trụ sở đó là kho dự trữ lương thực và phòng khám đặc khoa khu vực Bắc huyện Kỳ Anh, đóng tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bị bỏ hoang, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí, mất an toàn, ảnh hưởng mỹ quan nông thôn. Ghi nhận cho thấy kho dự trữ lương thực ở xã Kỳ Tiến, phía mặt trước các dãy nhà kho, nằm cạnh nhà văn hóa và sân thể thao giải trí của thôn Hồ Hải, mặt sau giáp với trường cây trầm trạp. Do không được sử dụng và bị bỏ hoang từ lâu, không ai quản lý, dẫn đến hư hỏng xuống cấp trầm trọng có nhiều lớp gạch vữa, tường, cửa, mái ngói, nền móng đã mục nát, nứt vỡ, thủng lỗ, bong tróc, nham nhở. Còn trụ sở phòng khám đa khoa khu vực Bắc huyện Kỳ Anh cũng đang trong tình trạng bị bỏ hoang, không có người quản lý. Trụ sở này tọa lạc tiếp giáp giữa xã Kỳ Tiến và xã Kỳ Bắc, bao gồm 4 dãy nhà cấp 4, trong đó có 3 dãy nhà đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng. Theo đó, mái ngói sụp siêu vẹo, dột nát, đứt gãy, mái bê tông bị nứt, lỡ từng mảng lớn, sắt thép bung ra kỳ xét nhiều hệ thống cửa không còn hoặc bị mục nát, tường gạch, cột trụ móc meo, nứt toát, loan lỗ. Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Tiến cho biết, công trình kho dự trữ lương thực được xây dựng khoảng năm 1977 trên diện tích 5.000 m2 dùng để chứa thóc gạo vào thời bao cấp. Đến khoảng năm 1991, năm 1992 thì không sử dụng nữa. Còn công trình phòng khám đa khoa khu vực Bắc huyện Kỳ Anh có diện tích trên 4.000 m2 ngừng hoạt động từ năm 2014. Cả hai công trình này đều nằm ở khu vực đất vàng trung tâm của xã Kỳ Tiến và Kỳ Bắc, cạnh tuyến tỉnh lộ 551.